Sở ở ta bởi ngày lây, tiểu khu chụp nỉ dịch thủy đậu ở huyện Tây Giang, mẹ ở bài huyện Lung Ngốc, Bắc Trà My, bài Nam Trà My, là nào lọ biển lao là lây, hít lờ nào khu ọ cun, học sinh, bệ giá khu bọc vi tại ý biển cầu. Từng đi tẹt cho câu, ngoài hi huyện Bắc Trà My, bãi Nam Trà My, ý rắp bì rất ngai mỏ bào cho lò bệnh viện Gia Liễu Quảng Nam vào chứa. Giờ nhất ghê ẩm ló, bào cô ghê lây lò lây, chụp khu ngai ở xã Trà Giác, Trà Giang, huyện Bắc Trà My, bẻ môi bẻ lây tu ở huyện Nam Trà My. Cả nhà con bị ngứa. Tiếp bộ ngành đã hạn tí, mẹ ác nợ chu là cục chứa đại cho bị hi câu, bệ ý tiền ly. Dạ, nhỏ bị ghẻ, nhập viện để chữa bệnh. Quạt áo game bao, nò nhập viện vào chữa. Ở ghẻ bị khỏi hơn bị khai câu, hi câu dù nhập viện đồ vào chữa bệnh ấm ó. Bao là mơ tỏ biển oi bà quốc cao, mẹ y khu con trùng ghê oi bắc cao biết. Bao cô ghê hái lò lò nâu xuân bảy nâu hè, đắc mò bay chứa bảy tịt liếp, ghê mò lọ đút, bay lò ngại yết. Bỏ mẹ mui bao cô ghê bội nhím, ngài mò bao biết phải cho lò lò bệnh viện, mò hay chiên lò cao, tôi biết và khám ngăn bảy chứa dạy sớm. Về bệnh ghẻ thì ngoài cái việc mà chăm sóc và điều trị, các cái y tế cơ sở tăng cường chỉ đạo cơ sở để tăng cường giám sát. Bao câu lò nị ngăn giái, chữa âm khu bị mế, ao tay rốt khu y tế và thăm đặc ngăn, xuôi âm ở đá, mức nị quan trọng mùi, lò đặt ở đá biết hút dao cả ố sật xế, nâu bảy bao, kê rịch nị đá. Tổ mùi lây cái ơi ngại yết, bãi mùi lò khu trương bãi bán trú, thầy cô ngăn suối khu ở ơi sạch sẽ, húp dao tịt liếp. Bao cô ghê lây lò ngại cô bãi ngại lây, ngài mà ơi giết ghê rạch lây. Quan trọng là khu nào biết mở vệ sinh đồ vào phòng bệnh, tóc mò nặng mùi biết lập chứa ở bệnh viện, bây dũ từ rọt gạo ố, bãi dung chả la ló, chụp cúc mình biết nó chứa ghê bãi chó bãi lế. Khu ngài mở bì là o đá mồi biết, mở tay để chứa ở bệnh viện Gia Liễu Bắc Riêng, khu cơ sở y tế vì công lập Bắc Trung, đầy rắp hết no áp, hết ngài ghép bao mở bay lập khám ngành giái, chiếc lò ghê lây lò yết, lò lây, mở bro đút tiền môi.